Cả nhà, hôm nay Hằng sẽ đi vô bệnh viện để coi tình hình sức khỏe của chú Sưng như thế nào nha cả nhà. Nếu vô trong đó tiện mà có thể quay chú Sưng một chút xíu được cho cả nhà xem thì Hằng quay một chút xíu coi tình hình sức khỏe của chú Sưng như thế nào để cho cả nhà xem. Còn nếu như mà không có quay được thì Hằng sẽ khi vô thăm xong rồi Hằng sẽ báo cáo tình hình sức khỏe của chú Sưng lại cho cả nhà mình biết. Thật ra thì tất cả bà con cộng đồng đã xem chương trình của Hằng từ lâu và đã theo dõi giống như từng trường hợp chú Sưng hay là tất cả những ai, thì khi cái gì Hằng đều review lên để cho chia sẻ để cho bà con biết cuộc sống của mấy chú mấy anh vô gia cư trong chương trình của Hằng giúp đỡ như thế nào và tới đâu. Ok, bây giờ Hằng sẽ đi vô. Ok, bây giờ Hằng đã vô thăm chú Sưng xong rồi. Nãy giờ Hằng ở trong đó cũng 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng đồng hồ với chú đó. Thì khi chú tỉnh thì chú đòi nói chuyện rất là nhiều, mà Hằng dặn đừng 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 có nói chuyện, cứ nằm im đi. Nhưng mà ông không có chịu, ông nói, mà thậm chí thì y tá nói ông tỉnh ông cũng la nha. Có khi ông tỉnh rồi có khi ông la, ông nói tầm bậy rất nhiều. Như hồi nãy ông mớ đó, ông cứ nhìn ở trên cái tivi á, mà tivi thì tắt không có mở, mà ông nói là có con sao biển, có gì tùm lum hết trơn á, giống như là ông trong cái đầu ông mơ mơ vậy đó. Thì Hằng cũng khuyên mấy chị, bây giờ nhất là Hằng nói là chị Trang đi, mà chị có làm YouTube thì chị làm những cái hay cái đẹp đi. Nếu như mai mốt chú Sưng đi ra nè, chị giúp chú Sưng về nhà ở được thì cái điều rất là tốt. Chứ đừng có đi vô quay chú Sưng và giống như ép chú Sưng hát như vậy. Tại khi cả vô chú Sưng nói chuyện mà mình kêu chú đừng có nói, tại nói gán cái hơi đó rất là mệt. Chứ đừng nói cái này cổ vũ, kêu chú phải hát cổ vũ, cái đó là đang ép người ta. Thì mình khuyên chị Trang nên mình có làm YouTube thì mình làm một cái đề tài gì cho nó văn minh, cho nó hay, nó đẹp. Mình có gương mặt đẹp thì mình nên làm cái việc nó đẹp chút đi. Chớ chị làm những cái video mà chị đăng chú Sưng như vậy đó, thì chị nghĩ là cả cộng đồng người ta đều lên án chị, người ta bức xúc trong một cái video đó rất là nhiều. Giống như Hằng làm YouTube, Hằng mới quay những cái cuộc đời khổ, nhưng khi mình review cho những cái hay cái đẹp, chia sẻ những cái gì để cho nó cảm thấy hay đẹp, chứ không phải là chị kêu một người bệnh, cổ vũ một người bệnh đang trong phòng cấp cứu. Bữa đó chị tới là chú còn nằm trong phòng cấp cứu mà kêu chú hát, mà kêu chú chửi người khác, hát mà chửi người ta, là cái đó chị quá sân si, cái tâm không có tốt. Nên tu đi chị Trang, chị nên tu nha. Còn nếu mà chị tu không được thì cái nghiệp sau này rất nặng. Mình rảnh rỗi quá, làm YouTube cũng là một cái công việc, nhưng mà mình làm sao cho nó hay, nó đẹp, nó văn minh. Còn không thì làm về việc nấu ăn, làm YouTube nấu ăn, mình không có khả năng đi giúp người ta thì mình làm nấu ăn, vừa có cho con cái mình ăn mà vừa có được dạy cho người ta những cái công thức để nấu ăn. Đó là cũng một cái văn minh, một cái cách mình làm YouTube. Còn khi mình làm được, nếu như mà chị giúp đỡ được những người vô gia cư cũng là một điều tốt. Chứ không phải bây giờ chị lên ngồi mà chị coi người này làm cái gì, coi làm cái gì, rồi chị lên án người ta để chị có view, rồi mình lãnh tiền YouTube. Thì cái đó nó rất là mắc cỡ. Đó, mình không làm được cái gì mà ngồi mình nói mình lên án người khác. Có làm được cái gì chưa? Mình làm được đi rồi mình mình cảm thấy mình làm tốt hơn người ta, rồi mình phê bình người ta. Nhưng thường thường mấy người làm tốt cũng không ai tự xưng mình làm tốt, để cho mọi người người ta phán xét mình có làm tốt hay không. Việc làm mà người ta xem thì người ta, mình làm đi chứ mình đừng nói. Ok, thì sau đây Hằng mời quý cô chú bác anh chị em xem cái video mà Hằng vô. Hằng chỉ quay ít thôi, Hằng không có quay nhiều chú Sưng đâu. Hằng kêu chú Sưng đừng có nói chuyện, nhưng mà Hằng ở nãy giờ lâu lắm. Vô nói chuyện, Hằng nói chuyện với bác sĩ ở trong đó những gì rồi, và bác sĩ cũng nói về tình trạng của chú đang điều trị về cái máu nó rất là, có thể ở trong bệnh viện rất là lâu, và khi ra có thể ở nursing home chứ không thể về nhà được đâu. Nhưng mà hồi nãy chú nói là khi về phải về nhà Hằng ở cho an toàn, thì Hằng cũng mình đi để cho chú cảm thấy an lòng phấn chấn đó chứ. Nhưng mà hồi nãy bác sĩ nói là chú
điều trị xong về cái máu ở đây phải về nursing home. Tại vì nursing home thì còn có y tá chăm sóc cái này cái kia, thuốc men nữa, chứ không có thể thả chú đi ra ngoài được. Tại vì kỳ này là cái máu của chú rất là trầm trọng. À, hồi nãy đó là thực ra Hằng bóp tay cho chú lâu lắm á, ông cứ kêu tê tê, ông kêu bóp rồi kêu ôm cái chân cho cứng đi, cho nên Hằng chỉ quay chút chút cái phim cho quý vị xem thôi. Còn Hằng bóp tay của chú rất là nhiều, chú nói tê đó, bóp rồi có khi ảo tưởng cũng la lên, nhưng mà cứ nói là sợ lắm, chỉ muốn về với cô Hằng, về với cô Hằng. Bây giờ đi về nhà, dẫn em về nhà đi. Nó không không được, bác sĩ không có cho. Khi nào bác sĩ cho, Hằng dẫn chú về nhà Hằng liền. Mà có biết nói chuyện khôn lắm, nói là chú tôi về tôi trả tiền phòng cho cô. Nó không không, Hằng không lấy chú một đồng tiền phòng. Hằng cho chú ở trên xe OV, tiền của chú để chú thích ăn cái gì chú mua đồ ăn, chứ Hằng không lấy chú đồng nào hết. Biết điều lắm, nói chuyện rất là biết điều, rất là dễ thương nha cả nhà. Thì ok, Hằng khuyên chị Trang, nếu chị Trang có vô thăm chú Xuân thì chị Trang đừng có ép chú Xuân làm cái này, ép chú Xuân làm cái kia, hay là chị Trang nói kích động chú Xuân. Hồi nãy chị nói kích động chú Xuân, ngay cả chú Xuân còn nói là nói với y tá ở ngoài đó, lời chú Xuân nói nha, đừng có cho cái nhóm người đó vô nữa, vô làm tôi mệt quá, chính miệng chú Xuân nói nha. Nhưng mà những cái lúc mà Hằng không có quay phim á, thì chú có nói là nói với y tá bên ngoài. Thì nãy bác sĩ vô Hằng có nói luôn, Hằng nói nếu từ đây nhóm nào vô thăm thì trong bệnh viện người ta đều hỏi tên người đó là ai nha. Thì nếu mà khi chú không nói chuyện được á, thì người ta vô người ta thăm thì người ta không hỏi. Còn nếu mà như chú nói chuyện được á, ai vô thăm thì hỏi, mà hỏi với một cái cách lịch sự, chứ đừng có kích động chú. Tại vì kích động chú để cho chú tiếp tục, chú gắng sức chú nói chuyện, thì trong đó người ta đã nói chú không có sức rồi, cho nên là mình không có kích động chú nha. Nếu ai có vô thăm mà giống như chị Trang, đừng có quay những cái phim nó rất là phản cảm. Quay tại sao không quay những cái tốt cái đẹp, chú đang làm gì rất là dễ thương, chứ sao mà phải bắt chú chửi người khác, đã đảo một cái con này con kia. Đó là cái tâm không có tốt, cái tâm quá sân si đi. Ok, dầu gì Hằng cũng gửi cho chị Trang một cái lời, nếu chị Trang có vô thăm chú Xuân bằng cả cái tấm lòng của chị hãy làm sao mà chị cho chú cảm mến chị, chứ không phải là chị gây những lời sân si. Chú Xuân rất khôn, rất phân biệt luôn. Hồi nãy thật ra chú nói riêng mà tới mình cười luôn, nhưng không biết Hằng có cái đoạn phim, mà không biết Hằng nên đăng đoạn phim lên cho khán giả coi không. Chú nói là giả bộ người ta lạ mà, lợi người ta giả bộ mình như vậy, mình cũng giả bộ lại đi để cho nó vui vẻ trước đi, rồi sau đó mình biết người ta là ai chứ. Rất là khôn nha. Cho nên đừng có nghĩ là chú Xuân a vô theo có nghĩa là chú Xuân không biết phân biệt. Rất là phân biệt. Thậm chí chú Xuân nói với Hằng, chú Xuân đâu có biết người đó là ai đâu, thì chú Xuân đã biết trong bụng. Mình cứ giả bộ diễn vậy đi, cho người ta đi ra đi. Nói mắc cười lắm, nói khôn lắm, chứ không phải là chú bệnh mà chú u mê đâu nha. Chú nói rất là khôn, nhưng có khi cũng lúc mê á, thì nói tầm bậy là sản đó. Giống như khi mình bị nóng, mình bị sản á. Đó. Cho nên mình khuyên chị Trang, nếu vô thăm chú bằng thật cả cái tấm lòng của chị, thì chị nên làm cái gì chú cảm nhận được cái người đó thật với lòng mình. Chứ đừng có vô đả kích chú nữa. Đả kích chú rất là nhiều, nhưng những cái đả kích lại không có quay phim. Yeah, chú nói với Hằng mà, còn quay phim là bắt chú hát. Chú nói đúng rồi, tôi mệt thiệt. Tôi mệt lắm á. Nói với y tá đừng có cho cái nhóm người đó vô nữa. Nhưng mà hồi nãy Hằng đi lên không có anh Hùng, lại hỏi nha. Nói là ngày mai kêu cái chú Hùng đó lên thăm tôi nữa nha. Nói ok, ngày mai Hằng với anh Hùng lên. Tại mỗi lần lên thăm anh Hùng chọc ổng cười, ổng khoái. Thiệt là dễ thương. Ok, Hằng mời cô chú bác anh chị em xem một đoạn chút xíu Hằng quay chú Xuân như thế nào. Ok, bye. Cười nè, khỏe chưa? Khỏe hả? Cho cười thấy thương quá vậy. Nhớ ai không? Nói ai? Hằng. Hằng thấy thương quá vậy. Khỏe chưa? Ủa, cái tay hay lạnh ha? Khỏe hả? Khỏe. Nhưng bây giờ. Bây giờ sao? Y tá bảo là sửa ấm đi. Ôi sửa ấm đúng rồi. Lạnh đó, đắp lại ha. Đắp tay chân sửa ấm lại. Chú lạnh hả? Ồ nãy giờ lạnh hả? Mới đưa lên sáng nay phải không? Mới đưa lên phòng này sáng nay phải không? Sáng nay á. Mới đưa chuyển chú lên đây hồi sáng này đúng không? Đúng rồi. À dạ, còn mấy bữa nay là ở dưới ICU, dạ có báo cho Hằng biết là mới chuyển chú lên đây. Dạ. À hả. Ồ, giờ khỏe, mặt mày tươi tỉnh, dễ thương. Không bao lâu là được ra ngoài rồi. Thấy không? Gắng khỏe ra ngoài nha chưa. Nhớ ngoan nghe lời ha. Dạ. Đừng có trốn viện nữa nha.
ra ngoài mà phải có cơm mới được. Phải có gì? Phải có gì? Phải có cơm mới được. Phải có hàng, đúng rồi. Nhớ thứ chuyện là gọi hàng. Gọi là cái gì? Thì có hàng. Thì ở trong vùng nhà đi. Thì về nhà hàng ở. Yeah. Thì hàng nói xuất diện là hàng rước chú về ở. Ok, nghe lời nha. Ok. Hứa, rước về nhà hàng ở. Ok. Giỏi. Có xích đu không? Có xích đu không hả? Có xích đu. Thiệt không à? Thiệt, ông bà sao vườn hàng có cái xích đu mà. Ok. Trời ơi, đòi xích đu nữa. Trời, bữa nay nói chuyện ăn cái gì rồi? Thèm. Nó thèm nữa rồi. Dậy hả? Không thèm. Nó mang ra để chưa không có ăn á. Ừ. Lên đi rồi. Giờ chưa có thèm. Bây giờ người không biết phải làm sao nữa. Thôi từ từ, thèm cái gì nói là về thằng cho ăn hết. Đó nào, đòi ra ngoài. Cái này lại đi. Đòi ra ngoài phải có cô mới được á, là ra hàng ra ngoài phải có hàng. Mình thấy đồ ăn mấy cái treo lừa y tá đút có còn á. Ông nói ủa bả đi đâu mất tiêu à. Ông nói y tá thấy có hàng vô, y tá đi đâu mất tiêu à. Nói đâu có đâu, bả đi đâu rồi mới vô nè. Trời ơi, bữa nay cười dễ thương. Amen. Amen. Cái gì vậy? Amen. Amen. Bù lông. Chú đọc kinh đó hả? Ừ. Chú à, bữa đó cái tên thánh của chú là tên gì vậy chú? Bữa đó chú nói không được. Tên thánh là tên gì? Tên thánh là tên... Bây giờ không muốn nói sao. Không có nhớ luôn hả? Không nhớ. Bạn không nhớ. Ừ. Thôi không nhớ đừng nói. Khi nào mình nhớ mình mới nói. Amen, mình đọc kinh trong bụng hả chứ. Mẹ. Đọc lớn nó mệt. Đọc trong bụng đi, mình đọc thầm thầm vậy nè. Amen, đọc thầm thầm trong bụng thôi. Tên Thánh Giuse. Thánh Giuse. Ok, tên thánh Giuse. Để thằng nói với cha cầu nguyện cho chú. Tên thánh là Giuse. Ok. Ông đâu biết mà. Ông biết hả? Ông biết mới qua còn nhỏ. Ừ. Ông biết thánh là ngọc quận luôn á. Ừ. Dạ. Yeah. Mệt, đừng nói gặn nó mệt lắm đúng không? Đừng nói. Bây giờ mai mốt là xuất diện, là về chỗ hàng, chứ không có đi tầm bậy nữa. Bây giờ sợ quá rồi. Bây giờ sợ quá rồi, hả? Uh-huh. Ủa, biết sợ, không dám đi tầm bậy nữa rồi, ha? Không dám. Ôi, dễ thương. Giờ sợ quá rồi. Ôi, sợ quá, không dám đi tầm bậy nữa. Giờ đi đâu hết á? Ok, vậy về ở với hàng là chắc ăn nhất. Sợ bắt cóc. Ôi, sợ bắt cóc hả? Đúng rồi đó, đi tầm bậy người ta bắt cóc. Hello. How are you? Yeah, very good. Đúng vậy, em mờ. Ông vô, ông chân, ông cho chắc lại. Ok, ông chân cho chắc đây, ông chân chắc đây. Đừng cho sợ. Ok, ông sợ, ông kêu thằng ôm chân, ông cho chắc nè. Thằng nói ok, ôm chân chắc lại. Trời ơi, ông kêu ôm chân cho chắc hả? Sợ hả? Sợ, không có sợ gì hết á. Có hàng ha. Có hàng không có sợ. Ok, ông kêu ôm chân em cho chắc đi. Ok, thằng ôm chắc nè. Đó, ôm chắc rồi, chắc chưa? Ôm gì chắc chưa? Chắc rồi. Ôm chân tay vật chắc để cho ngay thẳng. Ôm cho nó ngay thẳng. Ok. Dân điệu này phải huấn luyện hướng đạo cô Hằng mới được. Huấn luyện hướng đạo cho cô Hằng ha. Đó, bây giờ là mai mốt tỉnh đi, ra huấn luyện đạo cho cô Hằng đi. Dạ. Thiệt, đúng rồi đó.
Nói thiệt thôi nha, không phải nói chơi đâu. Nói thiệt. Huấn luyện chú dạy đạo là Hằng sẽ nói theo chú đạo liền á. Cắm trại hả? Khổ quá. À, bây giờ không biết tỉnh sao ham nói vậy. Đừng nói nó mệt lắm. Mình đi dành hả? Đông thoát. Đi dành nha. À, đông thoát. Để dành nha. À, để dành gì? Không nói nữa. Ừ, đúng rồi đó. Để dành, không có nói nữa. Đông thoát, ok. Nói là mệt. Đừng nói chuyện. Cái chân nhậu á, hồi nãy nó ló xuống đây, ông kêu Hằng ôm chân, ông chắc lại. Hằng nói ok, ôm chắc, rồi. Ôm chắc lại đó. Ông nói giờ sợ quá rồi. Không dám đi ra ngoài nữa rồi. Sợ quá. Không biết nói là cô Hằng trả lời không khéo, tại ông hỏi Hằng thấy gì không mà nói thấy thuốc không à. Ông nói cô Hằng trả lời không khéo. Nói thì thấy thuốc không, ở bệnh viện là thấy thuốc thôi, thấy gì vậy? Không khéo. Không khéo. Rồi Hoàng Ngọc. Thôi đừng nói Ngọc chuyện. Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đừng nói chuyện. Nè nha. À. Ngọc Hoàng sẽ thăng cấp Ngọc Hoàng sẽ thăng cấp. Thăng cấp cho Hằng. Ồ vậy hả? Ngọc Hoàng thăng cấp cho Hằng. Thăng cấp gì? Thăng cấp gì? Không thấy là rút lên là sao sao? Không hiểu luôn. Biết hả? Không hiểu. Thôi đừng nói chuyện. Nói chuyện mệt. Để dành sức. Mai mốt ra khỏe hả nói. Cười. Hằng kêu để dành sức mai mốt ra khỏe hả nói. Cười. Còn gì nữa. Ông gặp Mừng ông nói chuyện nãy giờ hoài. Hằng không cho nói đâu mà. Rồi khóc đòi đi ra nữa. Đi. Đừng có nói chuyện. Dẫn em đi. Dẫn hả? Đâu có đi nổi. Ông đòi đi ra, ông kêu dẫn ông ra. Đâu có đi nổi. Khi nào bệnh viện cho đi á, Hằng dẫn. Bây giờ hỏi thì bệnh viện không cho đâu, Hằng không dám dẫn. Khi nào hỏi bác sĩ cho đi, dẫn liền. Khi nào mà bác sĩ cho đi là dẫn liền luôn á. Ham nói chuyện lắm. Ham nói chuyện mà Hằng kêu đừng nói. Mới y tá vô kêu đút cho miếng treo lùa ăn á, mà ổng ăn có miếng nào nó không ăn nữa. Có khách mà ăn gì? Ồ, có khách mà ăn cái gì? Khách đâu? Đó. Hằng á hả? Hằng là khách á hả? Ừ. Có mình Hằng à, đâu có ai đâu. Có là khách gì? Ồ, vậy hả? Đó. Mình Hằng cũng là khách hả? Có là khách luôn. Chú Xuân hiểu chuyện lắm á. Dạ, hiểu lắm á. Dạ, chú Xuân hiểu chuyện lắm á, thiệt á. Dễ thương không? Trời ơi, nó không cười đấy ghét. Yeah. Mới rồi coi nè. Cái gì vậy? Cái tai hả? Để ra coi. Dở ra coi hả? Cái tai giấu lại đi cho nó ấm. Cái tai. Ok. Cái dây. Rồi, kéo dây ra. Rồi, lại lại. Nãy lạnh đó ha, cho nên y tá kêu đắp mấy cái mền luôn á. Alo. Ừ. Bây giờ lạnh á. Lạnh á. Ừ. Cô Hằng hỏi thăm mới bao giờ mới rời khỏi bệnh viện không? Hằng hỏi thăm mới biết bao giờ rời khỏi bệnh viện phải không? Hồi nãy Hằng hỏi rồi thì người ta trả lời là khi nào chú khỏe thì người ta khám, bác sĩ khám mỗi ngày, thấy khỏe thì bác sĩ mới cho ra, rồi bác sĩ sẽ gọi mình, sẽ gọi người nhà tới đón. Đó, là nãy chú đòi cho nó là phải Hằng đón chú về nhà ở đó, ok. Hằng đón. Hằng đón chú về nhà ở luôn, về nhà Hằng ở. Không.
Mình nay thì khỏe rồi. Ồ, mình bữa nay khỏe rồi hả? Dạ. Ừ. Xong cái bác sĩ cứ làm hoài rồi, đau quá. Ồ. Dạ, chú Khuyêu, chú thấy khỏe chứ, nhưng mà bác sĩ khám trong cơ thể chưa khỏe. Có phải oxy không? Cho nên là phải chờ bác sĩ nói khỏe rồi, rồi bác sĩ cho mình đi ra, mình mới đi. Ha. Nghe là giỏi. Coi nè. Sao vậy? Rồi đi. Ồ, lấy máu. Rồi đi. Rồi đi hả? Ông kêu rồi, ấm rồi, ấm lại rồi. Hồi nãy lạnh lắm, giờ ấm rồi. Bỏ vô đắp mà tiếp đi, cho nó ấm. Ấm mà còn tê. Ồ, ấm mà nó tê hả? Ờ. À. Wow, vậy hả? Tê, đưa đây bóp cho. Ông nói tê. Đen thui, máu đen thui cho. Tê. Ồ, hồi nãy mới vô hàng gờ lạnh ngắt rồi, bây giờ ấm rồi cả nhà. Bây giờ ấm rồi, bây giờ là sưởi ấm, y tá sưởi ấm cho ổng á. Sao ổng nói tê. Ok, tê bóp, đỡ chưa? Bóp gì đỡ ha. Biết tê đó, tội nghiệp không? Ho. Xem xin chút nước uống. Ờ, xin chút nước. Ok, ok, hàng chỗ uống chút. Nước lạ. Có nước lạ nè, để hàng lấy cho. Y tá kêu ông ký cái hồ sơ, ông ký mà cái tên ông nó dài. Thế y tá cũng cười, ông cũng cười luôn kìa. Hả? Ký dài quá. Ôi cha. Hôm nay thì đi nợ cái. Hôm nay đi nợ hả? Đó, nãy giờ người ta hả thay đứt tiểu cho ông nè. Người ta sửa ông lên mà ông biết nói giỡn với người ta nữa đó. Phải không? Kêu thằng đi học hả? I go to school, right? You are supposed to. Because I still young. Hả? Nãy chú Sưng nói thằng đi học thêm đi. À, thằng còn trẻ lắm. Học thêm về cái nghề gì? Sách for you. Là tùy ý thằng á ha. Vậy nurse ở đây được không? Có tiền đi học không? Có tiền đi học không hả? Không có tiền, không có tiền đi học. Mình sợ sao không có. Tại vì phải đi làm kiếm tiền, lo cái miếng cơm trước. Làm cái gì? Thì đi làm gì mà đi làm hãng xưởng hay là này. Hả? Hả? Hãng gì vậy? Hãng gì hả? Hãng là medical. Medical device. Oh my god. Medical. Medical. You crazy. Not why? Why are you crazy? Smell. Smell? Medical là smell hả? Tại vì nó làm những cái gì mà đồ của bệnh viện đó là ông sợ lắm, ông nói vô bệnh viện cái mùi á. Ông hỏi thích làm nghề gì thì thằng nói là làm về mấy cái medical device á, thằng nói giống hồi xưa đó. Cái xong cái ông nói quá, tại sao làm medical? Tại vì cái smell nó có mùi quá, tại ở bệnh viện. Bệnh viện sợ mấy cái mùi. You got supposed to. Nói chuyện được đi, không nói nữa mà. Okay, đừng nói. Nói xong rồi ai cũng sợ tôi. Đừng có nói. Nãy giờ ông nói hoài, thằng đâu có quay phim mà tắt thằng kêu đừng có nói, tại nói mệt lắm. Nãy giờ ông giỡn với y tá ông sùm luôn. Này. Chú. Giỡn gì tá ông sùm nữa kìa. Đó, thấy không, biết nói chơi á, nói sao ổng hay nói giỡn á. Ông vui tánh lắm. Bây giờ vui tánh lắm. Tao biết mình cái sự chơi. Đi đâu? Ủa, có hàng à? Có hàng đi ra ngoài mua giùm cho em ổ bánh mì rồi. Bác sĩ không cho ăn. Y tá không có cho ăn bánh mì. Mai mốt hết bệnh mới ăn bánh mì. Nhưng mà phải biết hỏi như thế nào chứ. Hỏi y tá hả? Hồi nãy hỏi rồi, hồi nãy đi vô trước khi vô đây á, hỏi muốn ăn. Hỏi cái trưởng mà cầm đầu á. Phải hỏi trưởng. Đó, rồi cái người đó sẽ nói chuyện. Chứ hỏi y tá không được. Tôi không biết thằng rồi. Hỏi y tá đã làm cái gì? Phải hỏi trưởng ha. Y tá đâu có biết thằng là ai đâu.
Ok. Con không muốn gặp người đó nữa. Làm sao? Giờ dặn y tá làm sao? Chú nói thử coi. Thằng dặn y tá làm sao? Nói là chú không muốn gặp mấy người đó nữa ha. Ok. Đó mà bây giờ mình muốn ở nhà hàng. Chắc ăn. Ở nhà hàng đi là chắc ăn. Đúng rồi. Chú nói mình muốn ở nhà hàng sau này cho chắc ăn. Chú sợ mấy người đó hả? Ớn quá. Đó thấy không? Chú rất là biết phân biệt nha. Khi vô cái người nào nói về Hằng cái gì đó, chú nhưng mà không phải như vậy. Nãy giờ chú nói đó. Chú nói những cái Hằng không có quay phim đó. Chú nói chú sợ, chú muốn ở nhà Hằng thôi. Ok, mời mốt ra. Hằng bảo vệ chú, không có lo, đông quơ đi. Có Hằng. Vâng. Thiệt. Vâng hả? Thiệt, nhưng mà chú nghe lời Hằng. Có chứ. Ừ, giỏi. Bây giờ không đi đâu hết á. Nghe lời uống thuốc. Ừ. Ăn uống xong rồi ở nhà rồi có coi tivi. Đúng rồi, có tivi coi đã luôn. Cho ở trong xe OV. Có phòng ngủ nè, có red room nè. Đầy đủ luôn. Trả tiền phòng cho. Khỏi cần. Ở với Hằng không cần trả tiền phòng. Tin Hằng đi. Không cần. Tính ăn. Là coi như là ra cho con Hằng. Không cần gì hết. Tiền của chú ra ra cho con Hằng không được. Không. Ra cho con Hằng có Hằng muốn lo ăn uống trong gia đình đó no. Gì. No. Thì ăn uống trong gia đình có em rồi. No, no. Mai mốt sẽ gành mạch. Hằng giúp chú là không có lấy tiền phòng bất cứ gì hết. Chú thích ăn cái gì, lấy tiền của chú đi mua đồ ăn cái đó. Còn ngoài ra Hằng không lấy chú bất cứ đồng nào tiền phòng hết. Hằng hứa danh dự ở đây có mọi người hiểu. Miễn sao chú nghe lời Hằng uống thuốc cho khỏe là được rồi. Được rồi. Nha, hứa ha. Được. Ok. Right. Dạ. Ok. Thì say doctor mới nói chuyện đó chú nghe mà phải không? Bên như vậy nghe không? Doctor nói là chú cần phải về cái máu đó, cho nên chú phải còn ở đây. Còn ở đây trong thời gian để điều trị về máu. Bên ở bao lâu? Thì không sao đâu, doctor. Phải hỏi chứ. Người ta nói bây giờ chưa trả lời được ngày nào. Đó, rồi khi nào mà có gì người ta gọi Hằng. Người ta nói có gì người ta gọi Hằng. Nãy giờ doctor nói chuyện chú nghe đó. Không có sao, Hằng hứa. Nếu như chú khỏe, chú về. Hằng cho về nhà Hằng ở, nhưng mà Hằng không có lấy tiền. Chú đừng có worry about tiền ha. Miễn ở chú nghe lời uống thuốc khỏe là được rồi. Yeah. Ok. Working around. Working around, yes. Rồi Hằng có đi đâu cái Hằng chở đi chơi. Chở đi ăn, chở đi uống cà phê. Bao. Ai đang nói chuyện không kêu đừng có để ý họ. Ai nói để ý chú thôi. Cười. Cười được vui vẻ rồi. Thôi rồi kệ họ đi, để được rồi. Okay. Thấy y tá chạy gần gần ở ngoài đó, Hằng dòm. Ủa thầy gì? Chắc có người bệnh đó. Cái ổng nói đừng để ý họ. Ok, không để ý họ. Đừng để ý hả? Giờ để ý chú nè. Tỉnh táo mà chú nói chuyện là rất là biết điều luôn á. Chú biết lắm á. Hả? Biết vậy á hả? Hồi ở dưới xuống cũng vậy nữa. Khi nói chuyện nó ở đó là cũng vậy, ở đó là vậy không á. Lịch sự á. Ông thấy rồi chưa, Hằng luôn nào cũng khen lịch sự, khen cái hình ảnh đẹp mà tặng cái giỏ quà cho Hằng hôm Tết mặc áo dài đó. Trời ơi đẹp. Thôi ngủ đi. Rồi sức dây ra rồi kìa. Okay, bye bye chú. Bye. Con sao biển là độc nhất. Con sao biển. Mom. Giờ bắt nó ra ha.